Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi khám phá nhà ăn của SSG. Hãy cùng đi theo chân mình nhé. Đây là những món ăn mẫu đây. Thì trước khi qua bên khu vực lấy bánh đồ ăn á, chúng ta phải đến chỗ có phần tay để mà lấy phiếu. Sau đó thì chúng ta qua khu vực chỗ đồ ăn để lấy thức ăn và lấy cây. Đây khu vực cây. Mọi người có thể lấy phiếu không nhé. Thì khi mà chúng ta cần những lời của mình thích thì đến đó mà chúng ta mua.